ok ở ba bài lần trước thì chúng ta đã đi từng bước từng bước tới cái chuyện là các bạn đã biết sơ cách chỉnh hình rồi biết cách thực hành về ghép hình rồi các thứ rất là nhiều rồi ha thì ngày hôm nay chúng ta lại quay lại một chút xíu đó là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để các bạn nắm bắt được toàn bộ những cái gì các bạn đang nhìn thấy trước mặt và các bạn có thể dễ dàng tự học tự xem theo những cái tutorial ở trên channel của mình chẳng hạn vậy HP Photoshop hoặc là những channel khác của chị Thùy Uyên hoặc là Tutvit hay là tất cả cái channel nổi tiếng ở nước ngoài thì các bạn sẽ hình dung được người ta đang làm gì Rồi, về cơ bản với đối với Photoshop thì qua cái bài thực hành ở cái bài cắt ghép hình à, di chuyển à, ở bài ba đó là các bạn du lịch từ xa đó thì các bạn đã biết được à, sơ sơ là chúng ta làm cái gì ở trong Photoshop rồi đúng không? Đó là cắt ghép vậy thì cái linh hồn của Photoshop các bạn có thể thấy là khi các bạn tương tác á, thì mình nói rất là nhiều tới một thứ đó là layer thì ở trong Photoshop á, layer là cái linh hồn lý do tại sao tại vì à, ví dụ như là ở trong à, tùy theo phần mềm mà nó sẽ có một cái cách để nó quản lý cái file để cái cách để nó quản lý cái cách thức hoạt động của các phần mềm đó thì đối với Photoshop là layer layer là cái gì tiếng việt layer có nghĩa là lớp có nghĩa là các bạn hình dung như thế này này một tấm hình các bạn thấy á thì đơn giản nó không phải là một cái tấm hình đơn thuần mà các bạn chỉ trên đó mà là một tấm hình sau đó có nhiều cái lớp nó chồng lên chồng lên có những cái lớp nó, nó 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 trong suốt nó tàng hình và nó chỉ có một vài chi tiết trên thế thôi và nó lồng lên thì nó sẽ ra được một cái một một cái uh, hình mới mà các bạn thấy ở trên cái giao diện này ha thì thì các bạn hình dung được á, ví dụ đi mình sẽ tạo một layer mới ở uh, layer background đúng không mình sẽ tạo layer mới các bạn có thể vào layer new layer hoặc là control shift n n thấp đó và các bạn chọn ok đó thì ở đây các bạn sẽ có một cái layer trong suốt như thế này ha nó không có gì cả và bây giờ các bạn mình có thể sử dụng cái uh, màu đây các bạn có thể chọn đây là chọn cái màu nhá sẽ đem ra ngoài này ví dụ như là mình chọn cái màu đỏ đi của logo của mình đi đó bây giờ mình sẽ vẽ lên đây rồi các bạn sẽ thấy ở trên cái hình ở ngoài này của chúng ta nha thì nó chỉ là một cái tấm hình có một cái uh, ngoặc lên vậy thôi nhưng mà thực tế khi các bạn nhìn qua lia các bạn sẽ thấy là nó là hai lớp hình khác nhau hai, hai lớp hình khác nhau đó là một cái lớp này và một cái lớp Uh, cái bôi đỏ lên. Tương tự như là ở cái file mà lần trước mình uh, làm uh, dạng như là du lịch từ xa đó thì các bạn sẽ có một cái hình người đè lên trên một cái lớp uh, là một cảnh ở một cái nơi xa xôi nào đó ha, một cái background nào đó, một hình người và bên cạnh là trong suốt ở trong Photoshop á thì trong suốt nó được định nghĩa là cái đây Ha, transparent thì nó định nghĩa là những cái ô vuông nhỏ 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 nhỏ, nhỏ. như thế này này, đó màu xám màu trắng màu xám màu trắng đó, đó thì cái này là trong suốt ha. thì um, khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ có rất là nhiều lớp nó chồng lên nhau. cái layer này có thể là layer có thể là layer pixel có nghĩa là những cái brush mình vẽ lên này hoặc là những cái hình người cắt ở hình khác bỏ qua này ha và nó cũng có thể là những cái layer chỉnh màu các bạn hình dung giống như kiểu là các bạn 9 x giống mình hả? hồi xưa có chơi cái kiểu mà lấy cái um, tấm giống như kiểu gói quà đó màu đỏ đỏ các bạn đưa lên là xong đấy nhìn nhìn trời bằng màu hồng đấy nhìn nhìn cảnh vật bằng nguyên một cái màu đỏ y chang như vậy đó thì có nghĩa là cái tấm kính nó giống như là một cái lớp đó các bạn đè lên mắt mình tức là đè lên cái cảnh vật xung quanh thì đây cũng vậy thôi ví dụ như là mình tạo một cái layer là solid color là màu đỏ và mình giảm opacity rất là giảm độ trong suốt đêm một chút đây đó thì nó sẽ ra hai lớp ha thì cái này giống như là cái cảnh vật mình đang thấy và cái lớp màu đỏ này giống như là cái lớp giấy bóng giấy bóng kính mà màu đỏ gói quà hồi xưa đó đó và các bạn đưa lên mắt giống kiểu hai cái mắt kính vậy đó thì đây nó sẽ là như thế đó là lớp ha nó có thể là một cái layer ở uh, pixel hoặc là layer hiệu ứng ha. mà ở trong Photoshop nó gọi là adjustment layer ha các bạn có thể vào layer này new adjustment layer ở đây nó sẽ có rất là nhiều adjustment các bạn có thể mò thử. Ở trong video thì mình sẽ không có nhiều thời gian để mình phân tích cho các bạn là từng cái này nó là cái gì ha. Các bạn có thể coi ở trong cái khóa học của mình Photoshop cũng được chẳng hạn như thế hoặc là các bạn mò không sao cả. Ở trên cái kênh của mình có rất là nhiều video để mà các bạn làm thế thôi vậy thì cái layer này để thực hành thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn khi mà ví dụ như là các bạn có thể coi những cái video như kiểu là cái cái làm poster big city boy của binz binz đó hoặc là thiết kế poster mv các loại ở trên kênh của mình luôn nha các bạn thể lên trên kênh hp photoshop này ha và các bạn sẽ thấy những cái um, hai cái bài này và các bạn có thể thực hành hai bài này để các bạn biết được là ừ, cái luyện tay đó giống như kiểu luyện tay đó để các bạn biết được layer đó là cái gì ha rồi Phần tiếp theo ở trong video này thì mình sẽ cho các bạn sơ qua là tất cả những cái uh, những cái uh, công cụ ở bên này nó làm cái nhiệm vụ gì ha và nhiệm vụ gì và nhưng mà trước mắt đi ví dụ như là các bạn không thấy cái layer này uh, ví dụ như là uh, nếu các bạn không thấy đây đây ha tự nhiên nó bị biến mất chẳng hạn như thế thì các bạn có thể vào trong window chọn workspace và các bạn chọn essential hoặc là các bạn click vào reset essential ở đây nhé thì cái này cái workspace này là những cái uh, những cái giao diện những cái panel mà nó mở sẵn ở trên trên giao diện của mình cho các bạn thấy đó ha và thông thường cái mặc định hay nó để là essential default uh, thì theo mình thì các bạn nên để default như thế này bởi vì uh, để tới những cái uh... chết rồi mình để hình như thế này nhỉ như này phải không? <laughs> để tới những ví dụ như là các bạn sử dụng những cái máy lạ chẳng hạn như thế thì các bạn cũng sẽ có một cái uh, cái cái kiểu như là thao tác nó quen rồi ha thì các bạn sẽ dễ hình dung và dễ làm hơn ok rồi vậy thì ở bên này nó nó là cái gì ha uh, khi các bạn bị biến mất các bạn có thể chọn là reset essential ha hoặc là các bạn đang chọn cái khác thì các bạn có thể chọn Essential quay trở lại cũng được rồi vậy thì chúng ta quay trở lại cái phần công cụ bên này nha công cụ này là những cái tool ha ví dụ các bạn không thấy thì các bạn có thể vào trong cái Windows và các bạn sẽ thấy cái tool ở đây các bạn có thể tắt bật đi đó ha chúng ta sẽ có cái cái panel là tool ở đây thì những cái tool này á nó sẽ à, mỗi tool nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau đầu tiên là move tool, có thể là mình sẽ đây các bạn có thể click vào cái mũi tên ở bên này nha, để cho nó gọn từ trên xuống thì mình dễ hình dung hơn. Ở trong cái panel ở trong cái panel tool này á thì nó sẽ có cái đặc điểm là nó lâu lâu nó sẽ có một vài cái tool mà nó có cái hình cái cái mũi tên bé tí xíu ở dưới á thì có nghĩa là cái đó là một cái nhóm tool ha, một cái nhóm tool. Các bạn có thể click chuột phải click chuột phải vào cái nhóm tool đó cái những cái pan, những cái tool mà nó có cái hình mũi tên này này và nó sẽ mở rộng ra những cái tool nhỏ ở trong ha thì đầu tiên từ trên xuống dưới từ trái qua phải ha từ trên xuống dưới đầu tiên là cái move tool phím tắt là chữ V đây là cái di chuyển di chuyển ha ví dụ như các bạn muốn di chuyển hình này qua hình khác chạy như thế mình có thể mở một cái tấm hình khác à, mở tấm hình à... đây mình sẽ kéo thả vào trong Photoshop luôn Đó, không chạy gì cả, cứ thế mà bảo ok thôi. Rồi, ví dụ như là mình muốn di chuyển tấm hình này trên vào tấm hình này chẳng hạn vậy thì các bạn sẽ sử dụng move tool. Đây, nó move tool đây ha, hình là này. Các bạn click, giữ và kéo qua màn hình này. Thế thôi, và nó sẽ play qua. Còn ví dụ như là các bạn muốn làm một cái gì đó khác, ví dụ như là ừ, có một cái layer khác và các bạn muốn thay di chuyển cái layer đó thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái tô đó luôn để chúng ta di chuyển đơn giản đó là vậy thôi ha à, tiếp theo nữa là Mercury tool quy tool này là một là nếu nếu như gọi layer là một cái linh hồn á thì cái thằng này giống như kiểu là thiên sứ vậy đó nó bảo mệnh <laughs> bởi vì ở trong photoshop á, thì các bạn sẽ có à, cái làm việc với layer rồi đúng không nhưng mà chúng ta sẽ có một cái tùy chọn nâng cao và coi như là một cái linh hồn thứ hai của Photoshop đó là cái tạo vùng chọn hay gọi là selection tiếng Anh đó, selection là vùng chọn đó. Và các bạn sẽ có ngay cái chữ select ở đây ha. Ở trong này chúng ta sẽ có tất cả những cái điều chỉnh về select. Ok vậy thì select là cái gì? Selection là cái gì? Đó là cái vùng chọn. Ví dụ như là mình chọn người này chẳng hạn vậy. Các bạn có thể chọn đã click kéo và chọn khu vực như thế này. Giống như là pen vậy đó, các bạn có từng dùng pen không? Cũng có cái selection như vậy đó. Các bạn có thể click ra ngoài để chúng ta bỏ đi. À, click ra ngoài để bỏ cái vùng chọn đang chạy đi, đó là đây là đường kiến bò này ha. để chúng ta click ra ngoài để bỏ vùng chọn đi. hoặc là các bạn có thể vào select và chọn là đi select và có phím tắt là Ctrl D ha. À, nhưng mà theo mình 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 quen tay là mình Ctrl D quen tay rồi. hoặc là các bạn click ra ngoài cũng được không sao cả ha. thì đây chúng ta có thể tạo vùng chọn theo hình vuông, hình tròn, hình single row và single column hai cái quỷ là hai cái vô dụng ha tại nên mình cực kỳ ít khi dùng chủ yếu mình dùng cái à, hình chữ nhật hình vuông và hình tròn mà chính là chính ở bên này chúng ta sẽ có một công cụ lasso nữa lasso cũng là tạo vùng chọn thôi nó cũng là tạo vùng chọn nhưng mà nó không có theo cái hình dạng cố định giống như là hình tròn và hình vuông mà chúng ta tự gọi là tự biến tấu tự chọn theo cái mà mình muốn thì chúng ta sẽ có lasso tool là các bạn sẽ giữ chuột trái và chúng ta bôi bôi kéo chúng ta chọn những cái khu vực mà các bạn muốn ha đó thì nó sẽ ra cái vùng chọn đường kiến bò như thế này Các bạn phải bấm Ctrl D để chúng ta bỏ vùng chọn đi Hoặc là các bạn sử dụng Polygonal Lasso Tool ha. Thì thay vì là click kéo như hồi nãy thì bây giờ các bạn click Click từng điểm và nó tạo ra những cái đường thẳng như thế này Đó ha Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều Rất là nhiều cách để tạo vùng chọn và đây là một trong những cái 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 mà mình gọi là hồi xưa mình hay dùng nhất đó là cái tự động nam châm này này Ví dụ như các bạn click Các bạn chỉ cần click một điểm neo đầu tiên thôi Sau đó các bạn đưa chuột nhẹ 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 Và Photoshop nó sẽ tự đi tìm Những cái contrast của cái pixel Có nghĩa là tìm những cái Các bạn hình dung đó là cái cạnh của cái hình đó Và nó tự nó tạo ra những cái điểm neo liên tiếp nhau Và cuối cùng là nó sẽ Chọn được cái người mẫu của ông ta ha Nhưng mà tất nhiên cái này nó còn rất là nhiều vấn đề Nhưng mà Ví dụ các bạn sử dụng những cái phiên bản cũ thì cái tạo vùng chọn này nó sẽ không ok cho lắm À, các bạn có thể chủ động click một cái để cho nó lấy lấy mẫu cũng được này. Đó. là ví dụ như vậy ha. Đó, thì chúng ta click vào điểm cuối thì nó sẽ ra một cái vùng chọn bao như thế. Thì khi các bạn chọn như vậy á, nó sẽ nó có sẽ có vấn đề là các bạn có thể chọn thừa hoặc chọn thiếu ha. Ví dụ như là mình chọn người mẫu ở đây đi chẳng hạn như vậy đó, mình chọn cái phần đầu. Nhưng mà tới hồi mình muốn cộng thêm phần này thì ở cái bài trước mình đã nói các bạn có thể đề phím shift để các bạn chọn thêm hoặc là đè phím internet để chúng ta bỏ bớt đi đó đè phím internet đó alt đó rồi à, đơn giản là vậy thôi ha và ở bên này tiếp tục là chúng ta sẽ có quick selection tool nghe nghe là các bạn cũng hiểu quick nhanh selection là tạo vùng chọn ha tạo vùng chọn nhanh thì các bạn chỉ việc mình sẽ bỏ đi ha ví dụ mình là muốn lấy cái nó này chẳng hạn vậy các bạn chỉ việc click và tự photoshop nó sẽ đi dò đường và nó nó lấy cái uh, vùng chọn cho chúng ta để cho nó đúng với lại cái uh, khu vực mà chúng ta muốn lấy ví dụ như là mình chọn người chẳng hạn như thế đó ha những cái công cụ này mình nghĩ các bạn nếu các bạn đã coi cái bài số 2, bài số ba uh, thì các bạn cũng sẽ biết cái cái cách để chúng ta chọn rồi ha rồi đó là quick selection tool và magic wand tool magic wand tool thì các bạn chỉ việc click một lần thôi chúng ta không cần phải bôi như quick selection mà chúng ta chỉ cần click một lần thôi và tự photoshop đi dò đường nó tìm cái này tất nhiên là tùy những cái hình uh, mà các bạn uh, sử dụng linh hoạt những công cụ để các bạn tự có được cái kinh nghiệm cho mình là nên sử dụng công cụ nào ở những trường hợp nào là ok nhất nhé rồi uh, khi đi tới đây rồi thì mình sẽ nói thêm một chút đó là khi các bạn chọn những cái công cụ ở bên này á, thì ở trên này nó sẽ thay đổi theo và những cái thay đổi này nó sẽ là cái setting cái tùy chỉnh cho cái công cụ mà các bạn đang chọn ha ví dụ như là um, selection thì hay có cái là feeder feeder nghĩa là làm mềm cái cạnh, làm mềm cái cạnh. ha ví dụ đi, à, mình sử dụng cái này, Đấy, mình bôi nghề mẫu này, ha và mình chọn, à, mình có thể click chuột phải hoặc các bạn à, tạo feeder ngay từ đầu, đó hoặc là các bạn bôi xong các bạn click chuột phải chọn feeder cũng được. đây chọn feeder, click chuột phải chọn feeder ha. các bạn chọn feeder thì ví dụ như là mình muốn à, tăng đến 50 luôn chẳng hạn vậy. đó tới đây rồi, cái bạn mình có thể tạo layer mới bằng cách cần J thì các bạn sẽ thấy là đó. Ở đây nó sẽ có cái kiểu mờ, mờ mờ tương ứng với lại con số feeder hồi nãy mình làm ha là 50 với lại 12.7 mình chọn hai chỗ thì là cộng lại nó là 50 cộng 12.7 ha. Nghĩa là làm mềm ha, đơn giản là làm mềm thế thôi. Ví dụ như là các bạn muốn uh, hiểu hơn thì các bạn có thể coi những cái à uh, mà mình đã uh, giới thiệu các bạn hồi nãy đó là cái Big City Boy và cái nào đó thì các bạn có thể thực hành ở trên đó thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn ha. Đó là selection, cái nhóm mà tạo selection cái nhóm tiếp theo đó là crop ha à, crop thì đơn giản thôi crop hình cắt bớt hình đi cái này là bất kỳ một cái app điện thoại nào cũng có đó kiểu như thế <laughs> bất kỳ một cái app nào cũng có ha rồi tiếp theo là crop thì nó sẽ có những cái crop theo tỷ lệ này crop theo cái kích thước các bạn muốn này kiểu thế thì các bạn có thể lè trong này nhé rồi ở đây thì nó sẽ có một cái công cụ mới nó là cái công cụ cái mình không mới cái này gọi tên là cái gì đây à frame tool frame tool thì cái này chủ yếu là dành cho bên thiết kế thành ra là về chỉnh hình mình sẽ không hướng dẫn anh em đơn giản các bạn tạo một cái frame như thế này và các bạn bây giờ các bạn muốn thêm cái hình nào vào đó vào đây ví dụ như là hình muốn lấy cái này thả vào cái frame chẳng hạn như vậy đó thì nó sẽ vào cái frame này cái này nó giống như là cái layer mask thôi. Nếu như các bạn đã coi cái video trước, ha, layer mask nó cũng là một cái tính năng ở trong cái layer đó. À, đó là frame tool và rất ít khi mình dùng, rất là chủ yếu là những cái bạn mà đa phần ví dụ như là chúng ta làm layout album á, à, layout album đó và nhưng mà vấn đề ở đây là cái frame tool này như là từ CC 2018 2019 mới có. Thành ra là mình chưa hướng dẫn anh em nhiều ha. Các bạn cứ sử dụng cái Uh, layer Mask giống như là ở cái video mà về uh, bài số 2 đó ha Thì nó đơn giản hơn Tiếp theo là Eyedrop Tool uh, Cái nhóm Eyedrop Tool này thì đa phần mình sử dụng là công cụ Eyedropper là chủ yếu đó là các bạn để hút màu ha, Đơn giản là các bạn click vào vị trí nào các bạn muốn lấy màu mẫu màu thôi Ở phía này thì nó sẽ có hai dạng màu nha Một là Foreground Hai là Background các bạn sẽ nghe hay từ đó tương đối nhiều đó ví dụ các bạn còn thu nước ngoài á, đặc biệt là các bạn đang học để vẽ ha foreground là cái màu ở phía trên thì đơn giản thế thôi còn background là màu phía dưới à, khi các bạn mặc định các bạn giữ không và các bạn click và chọn những cái công cụ như thế này á thì các bạn sẽ uh, lấy được màu foreground còn ví dụ như các bạn muốn lấy màu background thì các bạn sẽ để phím alt alt đó để các bạn click và cái màu background nó sẽ thay đổi đó thì đơn giản là như thế thôi ha công cụ tiếp theo là công cụ để các bạn thay các bạn uh, xóa chi tiết ha những công cụ này rất là hay ho này bởi vì uh, mình nghĩ là chắc các bạn nào cũng sẽ có nhu cầu à, đó là chúng ta có thể sử dụng Spot Healing Brush có nghĩa là để chúng ta ở trong cái bàn mà về xóa mụn thì mình cũng đã nói đó là chúng ta có thể sử dụng cái nhóm công cụ này ví dụ như là Spot Healing Brush thì các bạn chỉ việc phóng to lên một chút ha click chuột phải và làm cho to lên một chút đấy ví dụ như tầm này đi ui click nhầm, click nhầm cần z đổi lại cái đó spot healing plus các bạn chỉ việc bôi vào cái à, chi tiết mà các bạn muốn xóa và thả tay ra sau đó photoshop đó nó sẽ tự đi nó 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 lấp lại cho các bạn ha còn uh, healing plus thì các bạn sẽ phải làm một cái 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 uh, thao tác đó là các bạn đè phím alt ha còn trên mac là phím option uh, các bạn nhớ để khi các bạn tự học photoshop á, mà các bạn nhận ra cái nó bất kỳ một cái hiện cái bảng thông báo nào vui lòng các bạn đọc giúp mình. Chứ đừng click vội click thấy thông báo lỗi rồi click ok rồi cứ nghĩ nó là lỗi nhưng mà không phải, nó đang hướng dẫn các bạn đó. Ở đây nó đang, nó đang nói là option click để mà tìm cái chuột những cái điểm cái điểm để làm gốc đó để sử dụng cho cái việc chỉnh sửa hình. Có nghĩa là gì? Phím option ở trên Mac nó là phím Alt ở trên Windows đó ha. Các bạn đè phím internet để các bạn lấy cái mẫu. Ví dụ mình muốn lấy ở đây đi và các bạn đưa qua bên này ha là vào cái vị trí mà các bạn muốn chỉnh sửa để nó là mẫu để Photoshop nó biết là ừ, lấy lấy cái chỗ nào đó là mẫu đúng không còn như kiểu mình không làm gì hết thì nó sẽ tự động nó nó, nó thông báo cho các bạn thôi tại vì không có mẫu mà đây là mặc định của cái tool ha rồi pack tool path tool là cái nhóm mà các bạn sẽ lấy chọn vùng tạo selection sau đó tự các bạn đi tìm chỗ nào các bạn muốn lắp vào ví dụ như là đại ví dụ mình muốn lấy cái đề này đi ha mình tạo chọn vùng cái đề này và bây giờ các bạn làm xong đúng không các bạn sẽ click chuột đưa qua cái chỗ nào đấy các bạn để ý cái bên mà mình thêm vào này đó chuyện như là mình muốn tự nhiên thêm mấy cái sọc sọc này chỉ ví dụ như vậy thôi thả ra một cái photoshop sẽ tự chỉnh màu tự làm gì đó để cho cái vùng mà các bạn lắp vào nó phù hợp với lại cái vị trí mà các bạn đã chọn vùng lúc đầu hay không ai hay dà nhiều cái rồi content aware move tool thì ví dụ như là các bạn muốn lấy người mẫu này thì là mấy công cụ này nó dễ lắm các bạn cứ làm thẳng tay cho mình ví dụ như là đây đó nó sẽ nhân đôi cái layer content aware mà ok một phát bắt đầu photoshop nó sẽ tự làm việc nó tự phân tích nó tự tách nền nó tự làm mềm cái biên nó tự làm tất cả mọi thứ để làm sao nhân đôi được hai cái uh, Uh, cái 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 um, subject cái đối tượng lúc đầu mà mình chọn á và mình tạo ra một layer mới. Mình nhớ cái công cụ uh, cái công cụ mà um, aware aware contain này á thì nó sẽ contain aware này thì nó 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 từ CC 018 trở lên bởi vì đa phần nó sử dụng. Nó <laughs> tàn nát luôn. Tất nhiên là cái này nó 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 là một cái vật thể lớn quá cho nên nó hơi khó tí. Rồi, đại khái như thế ha. Thì các bạn muốn nhân đôi chủ thể thì các bạn có thể sử dụng này mình ít khi nào mình dùng lắm chủ yếu là sử dụng mà pack tool với lại spot healing brush, red eye tool đó là cái công cụ này chắc là sắp tới sẽ vào đi vào dĩ vãng thôi đó là khử cái mắt đỏ khử mắt đỏ đa phần ví dụ như các bạn đánh sáng đánh flash chẳng hạn như thấy đó thì nó sẽ bị đỏ con ngươi lên và lúc đó các bạn sử dụng ai red eye tool này các bạn click vào phần mắt một phát là tự động nó khử đi ha dễ đơn giản như vậy thôi brush ha brush ở trong brush tool này thì nó là tạo cái đơn giản là các các bạn vẽ lên thôi vẽ này mình đang vẽ thẳng và cái layer background này ha rồi cái brush tool này thực ra nó có rất là nhiều cái ứng dụng ví dụ như là các bạn muốn tạo vùng chọn với nó cũng được này à, ví dụ đại khái tất cả những cái thứ gì mà tương tác với lại khu vực uh, tạo vùng chọn với layer mask với layer thì các bạn sử dụng brush rất là nhiều ha ví dụ như các bạn muốn uh, làm layer mask thì các bạn có thể sử dụng brush màu đen màu trắng đó à, các bạn thể coi cái big city boy để các bạn hình dung hơn nhé rồi Pencil thì thay vì brush thì các bạn thực ra pencil này rất là ít khi dùng Thế nên là thôi bỏ đi. Color Refinement thì đơn giản là ừ các bạn sẽ thay cái màu này bằng một cái màu khác thôi. thì đây nó đang đánh... có thể đó ví dụ mình muốn uh, sử dụng cái màu vàng này mình bôi lên đây chẳng hạn như vậy đó thì nó sẽ tự động nó thay màu. như cái này các bạn hình dung được nó sử dụng cho cái gì nhiều nhất không? đúng rồi đó là đổi cái tranh uh, trắng đen á ha thành màu bằng tay có nghĩa là ừ các bạn có thể chọn màu rồi bôi vào cái phần da là màu cam xong rồi bôi vào những cái phần nào đó để các bạn đổi màu của cái vật thể kiểu thế ha rồi mix brush tool thì cái này cũng sẽ là một cái khá là hay thì các bạn thể coi thử ha có thể mình sẽ làm một cái cái video về sử dụng mix à, ví dụ như các bạn muốn làm chi tiết da cũng được á ví dụ như là mình sẽ sử dụng cái eyedrop này mình lấy mẫu màu ở trên da và sử dụng mix đâu rồi đây mix đó các bạn thấy ổn không? mình có thể làm những cái uh, thủ thuật thêm uh, ở trên này để nó ok hơn nha. nhưng mà hiện tại thì các bạn cái hình dung là như thế, nhưng mà đa phần mình dùng brush là chủ yếu. đó. clone stem lại là một cái nhóm giống như là cái uh, spot brush nữa, có nghĩa là thay vì hồi nãy là chúng ta lấp bằng uh, máy đúng không? có nghĩa là các bạn chọn vùng, còn lại máy nó xử lý. thì clone stem là các bạn làm hầu như là bằng tay ví dụ mình muốn uh, xóa cái phần chi tiết mà bị uh, đây bị ở trên đuôi bạn này, mình sử dụng cái clone stamp tool này, các bạn click. Thì ví dụ như là các bạn chưa làm gì đi, rồi mình sẽ reset lại coi. Có cái nút nào để mình reset lại nhỉ? Ok. Đại khái thế thì các bạn sẽ phải để cái internet để các bạn lấy mẫu ở khu vực nào đó, sau đó các bạn mới bôi, lấp vào những khu vực mà các bạn muốn uh, xóa nhé. Cái công cụ này tính ra hiệu năng là ok nhưng mà lại tương đối khó dùng và các bạn cần phải có kinh nghiệm để các bạn xóa ha nhưng mà nếu mà nói về chuyện làm chi tiết á thì clone stamp đối với mình nó vẫn cho cái độ chi tiết cao nhất ha công cụ history và Art history thì nó hơi vô dụng đối với mình rồi eraser thì nó cũng vô dụng luôn bởi vì ở trong Photoshop nếu như các bạn muốn xóa eraser là cục tẩy đó thì layer mask nó sẽ ok hơn đối với bạn newbie mới bắt đầu. Lý do là bởi vì khi các bạn sử dụng eraser tool á thì các bạn sẽ mất luôn cái pixel đó. Còn nếu như các bạn sử dụng layer mask thì các bạn sẽ chỉ đơn thuần là ẩn cái khu vực nào các bạn không muốn hiển thị thôi. Còn như eraser là chúng ta xóa luôn cái phần không muốn hiển thị, nó không ổn. Ví dụ các bạn muốn lấy lại thì sao? Các bạn muốn giảm opacity để cho nó hiện nhẹ nhẹ ra thì sao? Kiểu thế ha. Rồi. Tiếp uh, ở cái phần Paint Pocket Tool và Gradient Tool ha, Các bạn click chuột phải sẽ ra Gradient. Gradient này nó sẽ là đổ màu mà cái dạng như là màu thay đổi đó ví dụ như là màu thay đổi này. Ví dụ như là uh, một số cái mặc định của nó các bạn có thể chọn vùng, chọn màu tạo thêm cái nướng ở đây. Uh, chọn cái màu ở phía trên này là chọn opacity này. Đó trên ở opacity ví dụ như là mình muốn tự nhiên mình vẽ một đường như thế này đó từ dưới này lên thì nó sẽ là từ bên trái qua bên phải ha tương tự như thế à, này cũng sẽ rất là có rất là nhiều ứng dụng mà các bạn có thể coi cái video mà blend màu bằng gradient map á ha thì nó cũng tương tự như thế pen pocket tool thì nó đơn giản thôi đó là đổ nguyên một đống màu lên trên <laughs> lên lên cái chỗ mà các bạn muốn à, thì đơn giản là như vậy thôi cũng chẳng có gì cả rồi Uh, công cụ bên này là blur tool, sharpen tool và smooth tool. Blur tool thì các bạn click giữ vào đâu thì khu vực đó nó sẽ bị blur ra. Ha, mình cá nhân mình cũng không dùng cái này quá nhiều. Đó, các bạn click vào nó sẽ bị mờ dần này. Trends trans view mình muốn cho nó tăng lên để các bạn dễ đó, bị mờ đi này ha. Rồi ví dụ như là sharpen tool thì nó lại ngược lại. Trend mình sẽ tăng lên 100% và mình bôi lên thì khu vực khu vực nào mình bôi, khu vực đó nó sẽ sắc nét hơn. Đó, các bạn thấy không? đó nhưng mà những cái này ví dụ như là mình muốn làm thì mình sẽ sử dụng những cái công cụ ở trong uh, ở trong Photoshop uh, ví dụ như là công cụ uh, sử dụng những cái filter thì nó sẽ hay hơn so với việc sử dụng công cụ này smart tool thì đơn giản các bạn click và kéo thì nó sẽ bị giống như kiểu các bạn bôi ra thôi mình có thể chọn cái brush khác đây brush mặc định đây ví dụ như là đó, đó. kéo cái Hồi cái này nó sử dụng cái kẹt đồ họa nhiều lắm cho nên là nhớ cẩn thận một chút nhé rồi À, tiếp theo là công cụ Dark Tool, Burn Tool và Smoke à, Các bạn có make up bây giờ không? Ừ Nếu như là bạn nữ thì các bạn sẽ biết là có cái Khu vực chúng ta muốn đánh chìm đi Những khu vực muốn đánh nổi, lên như vậy Thì Dark Tool là những cái Là cái công cụ để chúng ta làm sáng ha Làm sáng, đó Còn công cụ Burn Tool là công cụ để chúng ta làm tối Ví dụ đây, làm tối khu vực này Ví dụ như vậy ha Thì cái công cụ này mình có làm một cái video uh, video đâu rồi mình sẽ back lại cái trang chủ của mình đây mình sẽ search là dot and burn đây, đây cách đánh khối khuôn mặt các bạn có thể search lên nhé và mình ở trong cái bài này mình đã hướng dẫn anh em rất 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 kỹ về cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ này hai cái công cụ này phối hợp với nhau và để làm cho khuôn mặt chúng ta nổi khối lên đó thì các bạn có thể coi thử cái video đó nhé rồi pen tool à, các bạn đừng thần thanh hóa. Mình phải nhấn mạnh các bạn đừng thần thanh hóa cái này. Cái này các bạn có thể sử dụng để vẽ hoặc là chúng ta sử dụng để tạo selection cũng được ha, để tạo selection cũng được. Nhưng đơn thuần đó là tạo cái path ha. Các bạn hình dung uh, pixel thì chúng ta đã có pixel rồi đúng không? Các bạn hiểu pixel rồi. Uh, layer về selection các bạn biết rồi. Và trong này chúng ta có một cái khái niệm khác ở trong Photoshop nữa đó là path. Path này để các bạn có thể hình dung nó giống như là tạo một cái vector ở trong AI, à, Adobe Illustrator hoặc là những cái à, đa phần những cái cái công cụ khác ở trong những cái phần mềm khác cũng có thể sử dụng cái path này được hết. À, cái path này các bạn muốn tạo nó là một cái à, đơn giản nó là một cái đường dẫn và các bạn có thể thay đổi cái path đó, cái đường dẫn đó thành bất kỳ cái gì các bạn muốn. Ví dụ như là các bạn muốn tạo thành selection này, các bạn click vô thì nó sẽ ra selection click ok đã tạo selection um, hoặc các bạn muốn tạo thành brush thì các bạn có thể chọn là click chuột phải chọn Path và chọn là brush chọn simulate pressure đó thì nó sẽ ra thành brush thì đơn giản nó là như vậy thôi và có một cái hay của cái này đó là các bạn có thể điều chỉnh được cái à, độ cong của từng khu vực đó là cũng lý do tại sao mà đa phần những cái người mà người ta cần cái độ chi li á thì người ta sẽ dùng pen để người ta chọn vùng còn đối với mình hoặc là đối với các bạn newbie đừng sử dụng pen để chọn vùng bởi vì nó làm rối các bạn ha các bạn đơn dùng đơn giản là sử dụng những cái công cụ mà photoshop đã cho sẵn rồi để tạo selection để tạo vùng chọn đó là lasso tool đó là cái quick selection tool đó là magic wand tool kiểu như thế ha hai hai cái nhóm công cụ này mới là nhóm công cụ tốt nhất để các bạn chọn tạo vùng chọn ha vì rất là trực quan và nó nhiều cái công cụ ví dụ AI select subject ví dụ các bạn sử dụng phiên bản mới thì nó sẽ có kiểu như thế thì nó sẽ ok hơn đừng sử dụng pen nhiều quá nếu như các bạn làm không chuyên và các bạn không cần phải quá kỹ tính ha rồi kiểu thế để cho nó dễ hình dung bởi vì mình thấy nhiều bạn kiểu bị lận cái pen quá nhiều cũng nhiều người người ta sử dụng cái cái công cụ pen để gọi là hơi thần thanh hóa cái pen thành ra là mình nghĩ là nó không ổn lắm ha rồi à, công cụ Tab thì nó là công cụ mà chúng ta vẽ chữ ha viết chữ hình như mình đã có nói rồi đúng không ở trong cái big city boy chẳng hạn như thế đó viết chữ các bạn có thể chọn là chúng ta kéo tạo một cái à, cái gì đó để nguyên nguyên một cái giống như kiểu một cái ô vuông để các bạn gõ chữ vào ha và chúng ta chọn size chọn gì ở trên này chọn kích thước này chọn phông chữ các thứ đồ đầy đủ trên này hoặc là các bạn cũng có thể click một phát và từ đây các bạn gõ luôn mà không cần phải gõ cái không cần phải uh, đó ví dụ mình phóng to chữ lên như thế này đó phải dùng mô tô để anh ta di chuyển cái chữ này lay chữ này đó rồi, đổi màu chữ các thứ rồi, đầy đủ hết ha rồi đó là tạo chữ thôi về cái tạo chữ này thì mình cũng đã có một cái video ở trên 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 cái à, của mình rồi typo đây rất là nhiều rất 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 nhiều cái tutorial về chữ ở trong của mình ha thích cái chữ nghệ thuật này đổi màu chữ các thứ đồ các bạn có thể coi thử gọi chữ tempo hoặc là gọi là chữ đó thì nó cũng sẽ ra ha cái tạo photo, code, tạo chữ ký, tạo chữ nghệ thuật các thứ đồ rất là nhiều trong này các bạn có thể search để để xem thêm nhé rồi tiếp theo là công cụ Path Selection như hồi nãy, hồi nãy là chúng ta chọn công cụ Move Tool này là để chúng ta chọn uh, tất cả những cái gì thuộc cái layer mà các bạn đang click chọn ha còn như kiểu cái Path này thì nó sẽ sử dụng cho cái Pen Tool hồi nãy À, và như của mình thì mình nghĩ các bạn không cần tới cho nên là kệ đi lờ đi ha rồi công cụ này các bạn tạo hình ha, tạo những cái hình các bạn thể chọn là shape hoặc là Path hoặc là gì đó cũng được ví dụ như là các bạn muốn tạo vẽ một cái hình hình chữ nhật chẳng hạn như thế thì các bạn có thể vẽ như thế này ha các bạn có thể chọn fill là cái màu phủ ở trong drop là cái màu viền ví dụ như là mình chọn drop màu xanh đi và cái drop size drop này mình sẽ tăng lên đó thì nó sẽ có drop như thế ha. Thì đơn giản là vẽ hình thôi. Nhưng các bạn nào ta cần thiết kế thì có thể các bạn sẽ sử dụng cái này nhiều hơn. Còn như mình mình nghĩ không cần ha. Và cái tiếp theo là công cụ hand tool thì chủ yếu là sử dụng cho các bạn là chọn chúng ta sử dụng vẽ là chính ha. Công cụ vẽ là chính và rotate nữa này. Đó các bạn lật ngang lật dọc để chúng ta vẽ cái press cho nó dễ đó. Rồi. Và cuối cùng là zoom ha. Zoom thì đơn giản thôi, click rồi kéo thôi. <laughs> thì nhưng mà để cho nó nhanh á ví dụ như là các bạn đang ở plus đi các bạn sẽ đè phím z ha chữ z chữ z á, thì để các bạn click đó và chúng ta thả chữ z ra thì nó sẽ bỏ cái zoom ra và như vậy nó sẽ tiện nhất còn như các bạn muốn di chuyển qua trái qua phải các bạn đè phím cái phím thanh dài đó phím taskbar đó để các bạn click tất là giữ đè thôi để các bạn click kéo qua kéo qua thôi đó là hen đó ha ok cuối cùng á, là khi các bạn đã chỉnh hình rồi các bạn lên màu các bạn ghép hình rồi các bạn sẽ cần lưu hình Ha. và để lưu hình các bạn sẽ làm như sau, các bạn vào file, chọn save hoặc là save add ha. Như chọn save add đi. Ở đây thì các bạn có thể chọn được cái uh, định dạng ha. Định dạng Photoshop là định dạng để các bạn lưu lại tất cả những cái gì các bạn đang làm, đấy hay là cái định dạng mà chúng ta quản lý của Photoshop luôn. Uh, layer các bạn đang có như thế nào, blend màu thế nào, các thứ đồ nó gốc thì nó tất cả layer còn nguyên như thế ha để cái Photoshop này để các bạn có thể mở lên và các bạn tiếp tục chỉnh tiếp ở cái ví dụ như là ở bây giờ mình đang làm mà mình bận việc quá thì mình lưu lại file Photoshop là nó là chấm là PSD để ngày mai mình quay lại mình chỉnh tiếp hoặc là các bạn muốn lưu để chúng ta post lên mạng thì các bạn sẽ phải chọn là JPEG ha JPEG hoặc là để cho nó cao hơn một chút nữa là PNG ha nhưng mà thường là JPEG rồi các bạn chọn và chúng ta lưu ra vị trí mà các bạn muốn thì đơn giản là như thế thôi thì đó là tất cả những cái gọi là sơ qua về giao diện về cái linh hồn Photoshop và những cái cách thức sử dụng cái tool ở trong Photoshop. Mình hy vọng là trong loạt 4 cái video của mình về học Photoshop Hot Top thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều thứ để các bạn có thể có được một cái nền tảng cơ bản rất là nhanh chóng trong khoảng cỡ lăn quanh chừng hai tiếng đồng hồ thôi để các bạn hiểu được Photoshop là cái gì sử dụng ra sao À, và có thể các bạn thoải mái để các bạn ứng dụng trong công việc của mình và để tốt hơn theo mình thì các bạn nên coi thêm những cái tutorial ở trên channel của mình Happy Photoshop hoặc là channel của chị Thùy Uyên hoặc là những một số cái channel khác nữa của nước ngoài đó để flow chẳng như vậy để các bạn có thể biết thêm nhiều kiến thức hơn và mình hy vọng là bốn video này nó sẽ cung cấp cho các bạn cái kiến thức để các bạn có thể tự tin coi những cái video của nước ngoài cũng được và các bạn có thể hình dung được là ừ người ta đang làm cái gì và các bạn làm ta làm cái gì mà ra được cái đó kiểu như thế ha thế đó là toàn bộ video hy vọng các bạn thích và nhớ nhấn subscribe và cho mình nút like và share cho bạn bè cùng biết nhé ok bye bye các bạn mình là nguyễn hoàng phúc từ com ở phía bên này rất là những cái video khác nếu các bạn thích hãy nhấn vào và xem tiếp để ủng hộ mình nhé bye bye